sẽ chia sẻ với các bạn cách làm dồi sụn ngon nhá, rất là đơn giản theo cái công thức này. Để làm dồi sụn thì trước tiên là mình chuẩn bị những cái nguyên liệu, đây là có thịt xay, là thịt sụn xay ấy, với cả ít thịt vai xay ấy, và rau thơm đó. Rau thơm thì gồm có hành, mùi, húng, và cho thêm gia vị là hạt lêm, bột ngọt. Và các bạn ăn được cay thì cho thêm ít tiêu nhé, hạt lêm, bột ngọt, muối, tiêu, ớt nếu mà ăn được cay. Thì chỉ cần trộn hết các nguyên liệu này vào, và sau đó chúng ta nhồi vào cái nòng non ấy, với cái công thức rất là đơn giản này, nhưng mình đảm bảo với các bạn ăn là cực kỳ ngon và thơm nhé. Cái hành này mình dùng hành lá và một ít hành tím, hành thơm ấy, sau đó mình băm nhỏ, rồi mùi tàu, mùi ta, húng, sau đó nhồi nóng non. Nóng non thì mình đã làm rất là sạch với rượu, gừng và muối rồi, sau đó mình xả đi xả lại nhiều lần rồi. Sau đó mình dùng cái phễu này mình nhồi rồi vào, nhồi đến khi như nào mà đầy hết nhân là được. Và yên tâm là làm theo cách này thì đảm bảo ăn nó không hề bị ngấy, vì mình dùng toàn dùng là những cái đồ mà nó không nhiều dầu mỡ ấy. Thịt vai thì mình nó cũng không quá nhiều mỡ, mà ăn thịt vai rất là giòn, và cả thêm mấy ít sườn sụn nữa, ít sụn nó mình xay lẫn. Khi mà xong thì mình sẽ được một cái phần như này, sau đó mình sẽ cho vào mình luộc. Mình không cần phải luộc lâu đâu, luộc với lửa vừa, ban đầu cho to chút, sau đó cho lửa vừa luộc đến khi nước nó sôi. Sau đó mình tính thời gian là khoảng 5 phút là được, vì sau mình cần rán lại mà. Thế nên không cần luộc kỹ quá, luộc kỹ quá thì khi mình rán nó sẽ bị khô ấy. Các bạn cứ chờ đợi để cho cái nước này nó sôi là được, sau đó luộc thêm 5 phút nữa với lửa nhỏ. Đó. Và khi luộc này thì các bạn lưu ý là mình sẽ cho một chút gừng vào nhé, để luộc cùng để cho nó thơm, và nó còn cái mùi hôi nồi tanh nào thì nó bay hết đi nhé. Đến khi mà nó bắt đầu sôi nước như này rồi thì chúng ta cứ cho nhỏ lửa và luộc thêm khoảng 5 phút nữa là được. Khi mà luộc xong thì mình bỏ ra, mình rửa sạch lại, rồi sẽ cho vào cái chảo đấy, rồi cho thêm một chút dầu ăn vào, và chúng ta rán hai mặt nó vàng lên là được nhé. Thì khi mà ăn nó rất là thơm. Và nếu mà chúng ta có than hoa thì trước khi ăn thì chúng ta lại nướng qua than hoa để cho cái vỏ nó có mùi thơm của nướng than là được nhé. Còn không thì cứ áp chảo trên cái chảo như này, mình cũng thấy nó rất là ngon và thơm rồi. Các bạn thấy không, cái dồi sụn của mình nhìn nó rất là hấp dẫn như thế này. Đây là món ăn rất là đơn giản nhưng mà rất là ngon và phù hợp với gia đình của chúng ta ấy. Khi mà chúng ta không biết ăn gì, chúng ta có thể thay đổi món dồi sụn như này. Cái món này có thể ăn cùng với bún, ăn với cơm trắng, ăn với phở đều được hết nhé. Cứ rán với lửa vừa và không cần lửa to quá nhé, và rán đến khi nó vàng là được. Khi rán xong ấy, thì chúng ta sẽ cho ra để thái. Thái những miếng này không cần to quá đâu, thái mỏng mỏng chút ăn cho dễ ăn. Mình đảm bảo nó có cái rau húng, rau hạnh và hành như các thứ ấy, nên nó cực kỳ thơm ngon nhé, và nó không hề bị ngấy đâu ạ. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé, và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.